những cái cách sắt của chúng ta có gì thay đổi nào. Một cái đã tắt đèn, chỉ còn lại bốn cái mà thôi. Bốn đáp án và trong đó có hai đáp án là đúng. Chúng ta cũng phải đứng vào ít nhất là hai vị trí. Một người mà chọn đáp án đúng, mình sẽ có 2 triệu đồng cho đội của mình. Mời đáp án của chương trình. Sa mạc Patagonia, công viên Yosemite, sa mạc Mojave, bãi biển Copper. Mời mọi người quay lại xem câu hỏi. Địa danh nổi tiếng ở Mỹ có trong MV Hãy Trao Cho Anh của Sơn Tùng MTV. Bắt đầu. Sa mạc, vô mấy cái sa mạc, vô mấy cái sa mạc. Không phải, đi. Không phải. Nè, anh biết, em biết cái sa mạc này chính xác nè. Anh vừa đi Mỹ. Dạ, dạ, anh qua đây. Dạ, dạ, anh. Em biết, biết không? Không, em biết coi cái MV. Bãi biển nữa. Bãi biển ở Mỹ. Bãi biển. Bãi biển với là sa mạc. Bãi biển và sa mạc. Vô bãi biển và sa mạc đi. Thiệt không? Em nghe lời. Anh không ơi. Ờ, vô sa mạc đi, vô cái sa mạc đi, vô cái sa mạc đi. Trời, trời, tôi không biết. Cô biết gì không? Sao? Công viên đúng. Em nhớ có cái công viên. Có cái cây. Nhớ có cái công viên. À, nhớ nào không? Công viên. Qua công viên đi, qua công viên đi. Xui. Công viên. Rồi, xong. Em, đừng có để cho hàng xóm làm dao động. Hàng xóm tao có tốt bụng tới cái mức mà chỉ mình đáp án đúng đâu. Thiệt không chị? Mà chưa chắc gì hàng xóm tao biết đáp án nữa. Chị nhớ là có cái công viên đó. Ờ, người ta hỏi là sa mạc với bãi biển thì các anh kêu qua công viên. Không, ở đây không có hỏi là sa mạc hay bãi biển mà là cái cảnh nào. Ta hỏi ở trong bối cảnh nào trong cái MV đó. Trao cho anh, hãy trao cho anh của Sơn Tùng. Cho nên là nhiều khi trong cái MV đó Sơn Tùng có quay ở cái công viên này, Yosemite. Sa mạc anh biết. Sa mạc này lớn lắm. Cái chuyện anh biết với cái chuyện mà Sơn Tùng có quay cái chỗ đó hay không nó khác nhau. Nhưng mà tại vì anh nghĩ đó nè, mình cái gì phải nói đúng. Tại cái sa mạc này rất là đẹp thì chắc chắn là MV của Sơn Tùng sẽ quay tại đây. Em chỉ sợ là nhiều khi anh biết cái sa mạc này mà Sơn Tùng không biết. Thiệt, nhiều khi Sơn Tùng không biết sa mạc đó. Thì đấy, thì bây giờ ở nước Mỹ thì tự tin của anh cũng phải chọn đúng không? Dạ. Phải chọn nước Mỹ, còn nước khác thì anh không biết. Còn em gái em chọn bãi biển Copper là vì sao? Em thấy nó trong MV của Hãy Trao Cho Anh, em thấy có nước thì em vô biển thôi. Em ơi, nước là Sơn Tùng ngồi uống nước hay sao em? Không, anh cho hồ bơi mấy cô sexy á. Em ơi, cái hồ bơi với cái bãi biển nó khác nhau. Trời ơi, trong công viên, trong công viên. Hồ bơi là ở trong công viên. Nếu như mà em nghĩ rằng hồ bơi nên chọn công viên mới đúng chứ. Còn em, tại sao qua sa mạc này? Em, tại vì có hai cái sa mạc đó anh. Bên đó em qua đây đúng đại rồi. Em không đúng biết. Rồi, hợp lý. Cái đó em biết nó thiệt. Đúng không? Anh sẽ công bố đáp án của em ngay đây. Hay là mình công bố đáp án khác trước đi. Đúng rồi, anh công bố này đi. Tại vì anh thấy em lo lắng, em chấp tay, em cầu nguyện dữ quá. Em cầu nguyện là bên kia đúng á anh. Anh sẽ công bố đáp án số 2 cho em. Công viên Yosemite. Không ai lựa chọn đáp án này. Xin mời. Sập đi, sập đi, sập đi, sập đi. Sập đi, sập đi. Đây là một cái công viên rất nổi tiếng. Trời ơi, giận quá. Cái cảnh trong MV là cảnh mà Sơn Tùng ngồi trên nóc xe đó. Là trong công viên này. Kim Anh, hồi nãy là em biết thiệt công viên này hay là em đoán đại? Em nói thiệt mà. Trời ơi, em có lòng tốt chỉ cho đội bạn mà tại đội bạn không nghe. Ồ, chẳng qua là hên xui rùa thôi em ơi. Chứ nếu em biết đây là đáp án đúng em cũng sẽ không bao giờ em chỉ. Anh sẽ công bố bãi biển Copper. Bãi biển Copper. Trời ơi, bé nó chắp tay nó cầu nguyện nữa, tội quá. Đáp án này đúng hay sai? Đây là đáp án không chính xác. Trong MV Hãy Trao Cho Anh thì Sơn Tùng cũng có quay ở bãi biển, nhưng mà là bãi biển Long Beach ở Cali, ở Mỹ, chứ không phải cái bãi biển này. Mà cái bãi biển Long Beach đó là thật ra nó là quê hương của anh chàng Nap Dog. Còn lại hai sa mạc. Đúng là trong MV Hãy Trao Cho Anh có quay cảnh ở sa mạc, nhưng là cái sa mạc nào? Xin mời đáp án. Đúng là MV Hãy Trao Cho Anh thì Sơn Tùng đã quay tại cái sa mạc này ở Mỹ, còn sa mạc Patagonia là ở Argentina. Chúc mừng hai anh em, mời hai anh em về chỗ. Hai anh em mang về chế độ của mình 4 triệu đồng. Mà sau một câu mất hết hai thành viên cũng tiếc quá đúng không? Đội chân dài cẩn thận. Mời các em. Xin mời đáp án của chương trình. Ốc vòi voi.
Sao mình toàn cá với ốc không vậy ta? Cá chép coi, chuồn chuồn, tắc kè hoa. Những cái loài vật cũng quen thuộc với mình thôi, không có xa lạ gì lắm. Câu hỏi nè, các loài vật sống lâu nhất thế giới, bắt đầu. Mọi người biết không? Mọi người biết không? Không, ốc dồi dồi. Chạy theo chị đi, cho chắc đấy. Chạy theo chị. Ừ. 50, không, 50 đây, bàn trước đi, bàn trước đi. Lại là, ở chỗ đây luôn đi. Nếu em nghĩ thì em qua nha. Có gì mình chia ra, mình chia ra. Thôi, chắc chắn không? Chắc chắn không? Em có chắc chắn không? Em vẫn chưa chắc lắm á. Em không chưa chắc thì em lên đây với chị đi. Tại vì ra đi. Thôi, đẩy ra đi. Qua đây, đẩy ra đi. Lỡ lỡ mình sẽ bảo tồn. Chắc chắn tại vì cá chép coi là nó sống lâu nhất. Qua đây. Có gì không ở lại cứu cả nhà nha. Ok. Thôi. Bảo vệ. Bảo vệ. Bảo vệ chị. Em trai, em tính qua ốc dò voi. Mà dạ, cuối cùng em không chọn vị trí đó. Em ốc dòi dòi không có sống lâu đâu. Em đoán vậy thôi hả? Ờ nó. À đoán thôi hả? Dạ. À, Kim Anh, anh hiểu tại sao em chọn cái vị trí này. Dạ. Nhà em nuôi rất nhiều cá coi. Dạ. Ủa mà khi em nuôi là một chuyện, nhưng mà em có tìm hiểu về nó không? Dạ có anh, em có tìm hiểu về cá chép coi, cho nên em mới rất là thích nó và em nuôi nó. Và thường thì một con cá chép coi nó có cái tuổi thọ gần bằng với con người. Đừng tự tin quá. Đây anh công bố đáp án của em ngay. Dạ. Được không? Dạ được. Tại vì Kim Anh có vẻ rất là chắc chắn với cái sự lựa chọn này. Mời đáp án cá chép coi. Vô, đứng sát vô. Sát vô, sát vô. Hên xui nha. Không, em muốn tin tưởng chị đó. Em tin tưởng chị mà. Đúng rồi. Không có gì ngạc nhiên hết trơn. Người ta nuôi quá trời cá coi ở nhà, người ta phải tìm hiểu chứ. Dạ, yeah, em nuôi nhiều lắm. Và nếu như con cá chép coi này là được sống trong cái điều kiện, cái môi trường lý tưởng á, yeah, nó có thể sống từ 50 năm cho tới hơn 200 năm. Đó. Wow. Tiếp theo, công bố vị trí chuồn chuồn. Không ai chọn. Sai đi, sai đi. Sai đi, sai đi, bảo toàn chứ. Không, em nghĩ là chuồn chuồn. Bảo toàn tiểu số rồi. Sớm lắm. Chuồn chuồn, bãi thấp thì mưa đó, bãi cao thì nắng, bãi dừa thì thôi đó. Kè, chị nghĩ là tắc kè đó. Chị nghĩ tắc kè sống lâu lắm. Em cũng nghĩ vậy nên em mới chọn. Đây là đáp án sai. Chuồn chuồn cái tuổi thọ của nó là chỉ khoảng tầm 4 tháng trở lại mà thôi, không có nhiều hơn. Còn lại ốc vòi voi và tắc kè hoa. Để mình xem coi cái nào đúng nha. Trong hai cái loài vật này có một loài có thể sống hơn 150 năm. Xin mời đáp án. Ơi ơi. Ốc vòi voi như nó có thể sống trên 150 năm. Ủa sao anh, ngày trước em nghe là mỗi lần mà nghe con tắc kè nó kêu bao nhiêu tiếng thì nó bao nhiêu tuổi. Có lần em đếm con tắc kè nó kêu tới mười mấy tiếng luôn á. Trời ơi. Là nó phải là... Em ơi, là... chắc tặng qua là lúc đó con tắc kè đã bị nó cục với em. Nó cứ vậy nè. Em ngồi em đếm mà, em đếm mười mấy tiếng luôn á. Em cho nên cũng em rảnh nói là con này. Còn ba thành viên giàu sao cũng chúc mừng các em. Mời các em về chỗ, mang về cho đội mình 6 triệu đồng. Chúng ta vẫn còn một câu nữa là câu thứ 3 của vòng 1. Xin mời đội đoàn kết. Chúng ta xem nha. Những chiếc két sắt lại có sự thay đổi. Cúp điện rồi anh. Một bên cúp điện rồi, còn ba cái sáng đèn thôi. Ba đáp án trong đó chỉ có một cái đúng. Lần này có khi hai anh em phải chia ra để cho nó an toàn. Chứ hai anh em mà vô cùng một chỗ, lỡ nó sai cái chỗ đó là mình không còn ai hết nha. Mời đáp án. Hang Sơn Đòn, Vịnh Hạ Long, Động Phong Nha đều là những thắng cảnh nổi tiếng của Việt Nam. Câu hỏi, địa danh nào của Việt Nam xuất hiện trong MV Alan PT 2 của năm 2019 của Alan Walker? Bắt đầu. Đúng đủ anh rồi, anh rất là mê. Dạ mời anh. Chính xác. Hai anh em mình vô một cái. Hang Sơn Đòn. Hang Sơn Đòn. Nếu không chắc thì nên chia ra anh Hùng ơi. Chắc chắn luôn. Em theo anh Hùng. Y, anh có y kìa. À,
À không không không, anh đúng nhớ rồi, anh là cái đoạn cuối cùng là khi cái MV này đó là mở ra cái động hang Sơn Đoòn. Đúng rồi, anh đứng đây đi, anh đứng chính đây xác luôn, không thay đổi quyết định. Em theo anh Hùng. Chính xác. Như anh Hùng nói rằng anh Hùng đã xem cái MV này rồi. Và ở cuối MV thì có hình ảnh của hang Sơn Đoòn. Chắc không anh? Thì anh theo cái trí nhớ của anh đó, thì chắc lẽ không sai đâu. Vì cái hang Sơn Đoòn là một trong những hang động lớn nhất của thế giới, được những cái nhà mà thám hiểm của người Anh đó họ tìm ra tại tỉnh Quảng Bình. Thì đó cũng là tự hào của nước Việt Nam chúng ta. Dạ. Thì anh có xem cái này là trên YouTube thì rất là đẹp. Dạ. Chính xác. Em chỉ sợ là nhiều khi lẫn lộn có chút anh, hang động thì nó cũng giống giống nhau bên trong, cũng đá rồi cũng cây lá bên trong rồi cũng mạch nước rồi cũng thạch nhũ. Biết phải hang Sơn Đoòn. Nhưng mà không có đâu, tại vì anh nhớ là cái cảnh cuối cùng là một cái tia nắng quẹt ra mình. Vậy thì bây giờ em sẽ công bố đáp án Vịnh Hạ Long trước. Xin mời. Đây là đáp án không chính xác. Còn lại hang Sơn Đoòn và động Phong Nha. Hiểu rằng cái MV đó quay ở đâu, quay hang Sơn Đoòn, quay trong động Phong Nha, chỗ nào cũng đẹp hết. Xin mời đáp án của chương trình. Hình ảnh của hang Sơn Đoòn xuất hiện vào giữa cái phần MV, giữa MV khi có một cái nhân vật là một cô gái dở một cái tấm bản đồ ra, thì trên tấm bản đồ đó có hiện cái chữ Quảng Bình và sau đó là hình ảnh của hang Sơn Đoòn hiện ra luôn. Đúng là một cái hang động tuyệt tác của thiên nhiên, thắng cảnh của Việt Nam đã được cả thế giới biết đến. Chúc mừng hai anh em mang về cho đội mình được 10 triệu đồng. Mời mọi người ra đây. Và bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ lại những người bạn trong căn phòng trống. Xin mời. Làm gì vậy? Làm gì vậy? Cứu mạng. Cứu mạng. Ai cũng muốn được cứu hết trơn trời. Cứu em nè. Thì bây giờ ai cũng muốn được cứu, cho nên là các bạn phải nói cho anh Hùng và người bạn ở đây là Phượng biết cái lý do tại sao mình nên được cứu. Anh nhường em á. Mọi người thấy em mặc áo màu gì không? À màu vàng. Em hợp với mọi người nhất luôn á. Không thể màu gì hết. Em mùa màu, màu này màu gì vậy? Màu xanh. Màu đỏ. Mình là đoàn kết, ai vô đây cũng được đúng không? Ai vô cũng được hết. Ừ, ai vô cũng được, đừng có giành nữa. Nhưng mà bạn áo vàng từ nãy giờ lên ít quá. Anh ơi, cái chuyện lên ít lên nhiều không quan trọng, bằng cái chuyện là ai phải là cái người hỗ trợ được cho mình ở vòng thi sau. Anh thấy mấy người như nhau à? Dạ, anh với lại Phượng cứ bàn bạc với nhau đi. Một lát sẽ cho em biết quyết định của anh như thế nào. Tạm biệt các em, mời anh về chỗ.